top 5 phim hay nhất thế kỷ 21, Triệu Lệ Dĩnh Nhật Bản có xứng đáng. Làng giải trí Hoa ngữ ngày càng cho ra đời nhiều bộ phim chất lượng, thu hút sự chú ý của khán giả trong và ngoài nước. Đặc biệt, mặc thời gian trôi, vô số dự án vẫn không hề lỗi thời. Chẳng thế mà những bộ phim này lọt hàng thế kỷ, cứ gọi là đỉnh nóc, kịch trần thôi. Cộng đồng người yêu thích phim Hoa ngữ mới đây đã bất ngờ chọn ra danh sách 10 bộ phim truyền hình thuộc thể loại ngôn tình Trung Quốc đặc sắc nhất trong thế kỷ 21. Không quá bất ngờ khi cái tên đầu tiên trong danh sách là siêu phẩm cổ trang Minh Lan Truyện, bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính. Minh Lan Truyện được cho là bộ phim nổi tiếng bậc nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh, cũng là tác phẩm mà bất cứ ai thích thể loại ngôn tình trạch đấu nhất định phải xem một lần. Đáng nói, khi bắt đầu lên sóng, Minh Lan Truyện không tạo được sự bứt phá, thậm chí còn được dự đoán là bom xịt. Nhưng kể từ khi cặp đôi vai chính Minh Lan, Triệu Lệ Dĩnh và Cố Đình Diệp, Phùng Thiệu Phong về chung một nhà, rating Minh Lan Truyện đã tăng đáng kể. Minh Lan Truyện kể về cuộc đời của nàng Thịnh Minh Lan, Triệu Lệ Dĩnh, thông minh, xinh đẹp, xuất thân từ gia tộc giàu có nhưng từ nhỏ đã phải chịu nhiều uất ức, khốn khổ. Cô kiên cường trưởng thành, cố gắng vượt qua nghịch cảnh, làm được những điều mà ai nấy đều phải ngưỡng mộ, đồng thời có một tình yêu sâu sắc, bền bỉ cùng phu quân Cố Đình Diệp, Phùng Thiệu Phong. Có lẽ sự hot hit của dự án này còn nhờ vào sự thành đôi ngoài đời của cặp đôi chính là Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nữa nè. Dù không cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng ắt hẳn họ đã có những trải nghiệm đời sống hôn nhân quý giá bên nhau. Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa là bộ phim lọt top 2 theo bình chọn của Một Phim Trung. Phim kể về mối tình ngọt ngào nhưng cũng đầy trắc trở giữa thiên tài công nghệ lớn lên trong nghịch cảnh Lý Tuân và Chu Phận, Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi thủ vai, một cô gái lương thiện sinh ra trong gia đình giàu có. Với một bộ phận khán giả yêu ngôn tình, họ cho rằng Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa là bộ phim ngôn tình nổi bật hàng đầu trong vài năm trở lại đây. Phim sở hữu kịch bản rất lôi cuốn, chủ đề không mới mẻ, nhưng tình tiết lại không bị đi vào lối mòn nhàm chán. Mà thay vào đó, nó lại khiến khán giả luôn phải trông ngóng diễn biến mới trong từng tập. Tất nhiên, diễn xuất của hai nhân vật chính cũng là điểm cộng lớn cho tác phẩm này. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa là dự án cổ trang về mối tình yêu hận ba kiếp giữa Bạch Thiển Thượng Thần và Thái tử Cửu Trùng Thiên tên Dạ Hoa. Dương Mịch đảm nhận vai Bạch Thiện, trong khi nhân vật Dạ Hoa được thể hiện bởi Triệu Hữu Đình. Trong thế giới phim ngôn tình tiên hiệp là một nhánh phim phát triển mạnh mẽ với hàng hà đa số các tác phẩm. Song Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa chắc chắn sẽ luôn được xem là một tượng đài bất tử đó nha. Bộ Kinh Tâm được cho là dự án phải có trong top này bởi đây là tác phẩm kinh điển quy tụ dàn sao tên tuổi như Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trịnh Gia Dĩnh, Lâm Canh Tân, Viên Hoàng và Hàng Đống. Bộ Kinh Tâm xoay quanh cô gái tên Trương Tiểu Văn bất ngờ xuyên không về năm Khang Hy thứ 43, bị cuốn vào cuộc chiến nổi tiếng cửu tử đoạt đích. Song song là mối tình tay ba đẫm nước mắt với tứ hoàng tử Dận Chân, người sau này trở thành Ung Chính Đế và bác hoàng tử Dận Tự, đối thủ chính của Dận Chân trong cuộc chiến đoạt ngôi báu. Năm 2022, Lưu Diệc Phi tái xuất màn ảnh nhỏ sau 16 năm vắng bóng với Mộng Hoa Lục. Bộ phim được cải biên từ bộ hí kịch kinh điển Triệu Phái Nhi Phong Nguyệt Cứu Phong Trần của nhà viết kịch vĩ đại Quang Hán Khanh. Dự án đã nhận đánh giá cực xịn trên Douban khi mang tới một bữa tiệc thị giác mãn nhãn, nội dung rất hay và ý nghĩa. Phản ứng hóa học của Lưu Diệc Phi với tình màn ảnh Trần Hiểu cũng ra gì và này nọ đó nha. Bạn nghĩ sao về bảng xếp hạng này? Hãy bày tỏ quan điểm, cảm nhận của mình, Debis được biết với nha.